xin quý chào chư thiên vị và quý chào quý khán thính giả của kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức. Hôm nay chúng tôi lại trở lại để đọc những phần bình luận ở trong video Động đất rung chuyển ở Oklahoma, Mỹ, hỏa hoạn kinh hoàng ở Trung Quốc. Trước hết là bình luận của Ngọc Linh. Có ông lão lúc xưa nói thay chết không người chôn ta sẽ về. Vậy ông lão sắp về rồi. Tiếp theo là bình luận của Hợp Lê. Chưa đầy một tháng, thế giới khắp nơi đang tan hoang rồi khủng khiếp. Bình luận của 123VN. Đáng sợ quá, nhân loại đang vào giai đoạn cao trào của đại sàng lọc tận thế. Tiếp theo là bình luận của Simon NB Hoàng Long hoa đại hội chớ quên hoa sân tân kỷ nở trên xác người Đồng công tu luyện chẳng lười thiên đàng tại thế xin mời thiện nhân Thiên tước trung tôn thông dịch tiếng nói của cõi lặng thinh Tiếp theo là bình luận của Đỗ Thị Lương và tiếp điển của mẹ mẫu Âu Cơ. Vào lúc 3 giờ sáng ngày 21 tháng 2 năm 2021, hôm nay mẫu xuống điển thơ, mẫu thương, mẫu nhớ, mẫu chờ đợi con. Trần gian nước ngập chân con, đỉnh non phút chốc bốc đâu không còn. Thần lửa đã đốt cả non, cả nhà, cả cửa tan hoang cho tàn. Thương con mẫu gào khóc than mà con còn bán tín bán nghi. Mẫu buồn thơ điển mẫu giảng dáng luôn luôn là lời cảnh tỉnh các con tu hành. Lời nói mẹ cha đã thành sự thật, Phật tiên thánh đã dám trần gian. Ban các con một luồng ân điển, các con hành sẽ thấy mẹ cha. Hôm nay mẫu tha tha thiết thiết, gọi con dậy sớm để viết bài. Có con nào lâm vào đường sai trái, phải quay đầu tỉnh thức lại ngay. Đất nước gió nửa đang bay đến, tâm con không sáng, chẳng lên thuyền. Nhớ hành theo lời mẫu truyền, theo lời cha dạy, tự lái thuyền đến nơi. Trời mới, đất mới sắp tới rồi. Tiếp theo là bình luận của Phạm Mai Mai điển vàng con nhìn thấy cha, điển xanh con thấy Phật bà đang bay. Quay một vòng hiện ra đức mẹ, đội đầu vương miện là mẹ nữ vương. Tại thánh đường hùng vương linh ứng, điển quang của mẫu sáng ngời ngời. Cho con nhận được mẫu trời, âu cơ chính mẹ, Maria là nữ vương. Quay một vòng hiện ra đức mẹ, đầu đội vương miện là mẹ nữ vương tại thánh đường hùng vương linh ứng điển quang của mẫu sáng người ngời cho con nhận được mẫu trời âu cơ chính mẹ maria hài đồng con là mẫu mẹ mara chính là mẹ của thích ca giáng trần con kính lại kim thân cha kiều nguyên tá con phạm mai xin cha xá tội cho gọi con cho việc trần là to thế lên cha bỏ con tròn một năm nay con thực ăn năn sám hối cha tha tội thiên nhãn mở ra thấy cha con xúc động lệ nhòa hoa đăng đại hội tam tòa có tên vâng tiếp theo là bình luận của Nguyễn Dung mẹ âu cơ dáng điển truyền thơ gọi các con về gặp gỡ mẹ cha lời mẹ ý cha ban ra con đã hành đúng được nhận hồng ân cha cho thánh phật giáng trần để mà dạy dỗ người đần người khôn mở ra mở cho mắt nhãn để nhìn thấy rồi con lại nửa tin nửa ngờ cảnh con nhìn bây giờ là thật con tạ ơn cha mẹ linh hồn tiếp theo là bình luận của trần kim ngày gần đây trước tết ông xã con ông nằm chiêm bao tự nhiên ông nghe tiếng ổng đọc chỉ có một câu xuất thánh mẫu vương ông nói ông không hiểu tại sao ông lại nói lên câu đó trong chiêm bao đó cha và ông không biết xuất thánh mẫu vương là vì sao là vị nào rồi ông lên mạng ông tìm có câu chuyện nào nói về xuất thánh mẫu vương không cuối cùng thì ông tìm được câu chuyện vị đó là mẹ của các vị tiên ở trên trời đó phải không cha kim thân cha trả lời câu hỏi của kim trần đúng thế con việt nam tân dân phản hồi bình luận của kim trần là thánh chúa minh quân đã xuất thế hạ phàm em à, tức là cha Kiều Nguyên Tá ngự tại núi Dinh, Bà Rịa, Vũng Tàu, đó em. Tiếp theo là bình luận của thơ đặng. Thượng đế chỉ giữ lại vạn vật còn tốt để sống lời thánh đức, ôm cái xấu, cái ác, ôm cái phàm tánh, phàm ngã, ôm của cải vật chất thì thượng đế sẽ hủy để phù hợp cơ tiến hóa của tự nhiên. Cha trời chỉ mong các con buông bỏ hết tham sân si về với tâm không, niệm danh cha trời mẹ địa mẫu, tự tu tâm sửa tánh, tự tiến, tự cứu chính mình. Vâng, tiếp theo chúng tôi đọc đến cái phần bình luận của Đỗ Thị Lương. Tạ ơn mẫu mẹ diêu trì cho con xuống thế thực thi lệnh trời. Quỷ ma chống lại lệnh trời, chúng phá tơi bời hại các căn tu lệnh cha trời phải thu chúng lại lũ quỷ quái hại khắp lê dân hôm nay mẫu cho phân trần cho con dưới trần hiểu việc phật tiên cõi trần nay chẳng được yên lũ ma lũ quỷ đảo điên hồng trần thế nên cái hội long vân vần cho ma quỷ phải vào hồ lô lỗ đen vũ trụ khổng lồ là trời dành chỗ cho mi vào ngồi đổi trời đổi đất đổi người lưới trời sẽ vớt những người hiền lương trời cho con đỗ thị lương được nhìn thấy hết cảnh tai ương dưới trần nhìn thấy dưới đất cất lên nào nhà nào vật cây trồng trên không việc của ông trời với bà mẹ đất làm tất cả để cứu các con về cảnh thanh lọc ê chè trần thế trời phế cũ thay cái mới vào Long Hoa Đại hội bãi chào hoa đăng mở cửa bước vào kỷ nguyên kỷ nguyên mới nó huyền huyền nó nhiệm ai đắc đạo rồi thấy huyền nhiệm ở tâm tâm phát ý thì gì hiện ra như vậy ngay bây giờ các bạn hãy hành ngay sẽ có ngày tâm quang phát sáng bạn quá ngỡ ngàng gặp được mẹ cha lúc đó bạn thấy tôi thật thà tôi tả ra những gì đã thấy cha với mẹ chẳng lấy gì của con, chỉ mong quả tu con tròn. Thì con sum họp, mẹ cha tòa vàng, kèn trời con đã thổi vang, cả làng cả tổng, vang vang muôn nhà, phổ đà, bồ tát, bắc loa, hội hoa đăng mở, đón chờ chúng ta. Ba nhà ta lại hát ca, tiếng trống di đà, chuyển hóa kỳ tam. Tiếp theo là phần bình luận của Hồ Thị Bích Nga trong video báo tuyết kinh hoàng hàng triệu dân Mỹ kiệt sức, mất điện, mất nước, gần 60 người chết. Cha trời và mẹ đất đang sàng lọc, bỏ qua cầu cũ thiết lập trái đất mới. Đúng như lời cha Kiều Nguyên Tá đã nói trong các video năm 2020. Chúng con nghe lời cha và tin cha 100% làm theo hướng dẫn của cha khẩn cấp thanh lọc bản thể, sám hối nhanh, để kịp tham dự hội Long Hoa cùng con rồng cháu tiên trong 12 bài hát hội Hoa Đăng cha đã trình chiếu nói rõ huyền cơ năm 2021 đến cái bình luận ở trong cái video 2021 Đức Phật Di Lạc xuất hiện Việt Nam ngày vinh hiển bắt đầu bình luận của Nga Vũ khi gặp cha con cảm nhận sự thanh tịnh và an lạc trong thâm tâm con bình luận của Việt Nam dân dân ăn chay ăn mặn đều tốt tốt thêm hành pháp của cha pháp cha giúp nhận ra ta biết ta tức sẽ biết cha biết trời biết đất đủ rồi tiếp theo là điển cha mẹ gửi lý đoàn hợp lê tiếp điển trận triển giáo và triệt giáo cuối cùng đã từ lâu đến hồi kết thúc tam giáo tòa đã phán xét xong vàng hay thau không còn lẫn lộn con nào thau không được trà trộn đã là vàng thì phải làm sáng lên qua thử nửa mới luyện được khuôn con tự biết vàng thau con nhé tiếp theo là bình luận của binh trần trong video việt nam thất sơn thánh địa lời cha dạy đã qua bao năm đến nay xét lại những gì đã xảy ra trên toàn thế giới đều đúng chỉ có ai tin lắng nghe và có lòng từ vĩ đại thì mới hiểu được lời cha mẹ cha đã vì chúng sanh mà cực khổ tâm mình hóa bao kiếp không xa rời sanh chúng với tâm không chỉ hóa kiếp nghèo hèn già khùng điên cha đi mọi miền đất nước lao giảng sấm truyền đạo đức cứu chúng sanh tiếp theo là các bình luận ở trong video thảm họa toàn cầu tận thế đại đào thải bước vào giai đoạn cao trào. Bình luận của Mông NB Hoàng Long Hoa đại hội chớ quên hoa xuân tân kỷ lở trên sắc người Đồng công tu luyện chẳng lười thiên đàng tại thế xin mời thiện nhân Kiều Nguyên Tá điển pháp màu Nguyên Thiên Thượng Đế Con tàu trường sinh lôi hai Tá Phúc Lộc Thọ Sinh Linh điển quang tỏa xạ dạng văn minh thế trần, pháp hòa hiệp nhất hoàn nguyên, màu nhiệm ngọc đế thiện duyên độ trần, Simon bảo ngọc hoàng thông dịch, tiếng nói của cõi lặng thinh. Bình luận của Liên Trần, Kinh Thánh Khải Huyền Tân Ước đã báo trước 2.000 năm, bí mật Fatima thứ ba đã cảnh báo rất rất nhiều thông điệp mà Thiên Chúa đã gửi đến cảnh báo nhưng vì lòng dạ con người thật quá chai đá không tin từng người từng người hãy ăn năn sám hối quay về với thiên chúa để được cứu thoát trong thời đại lịch sử này đại thảm họa sẽ phải xảy ra trên khắp mặt đất để ứng nghiệm lời đức chúa giêsu kitô đã báo trước đây là những dấu hiệu báo trước ngày thiên chúa sẽ đến đức giêsu kitô sẽ trở lại mặt đất lần thứ hai để phán xét kẻ sống và kẻ chết kể cả thần phật cũng phải chịu chung kiếp đạn này trong ngày phán xét của thiên chúa đấng tối cao tiếp theo là bình luận của tâm lộ từ hiền thần sách sự lêu ghi miếu soi tọa tạc để tu mi trung thần thôi thôi cảnh khổ hầu gần ta khuyên dân chúng ân cần nhìn xem. Ra đời dạy dỗ anh em, xem qua ít bận dán len vào lòng. Người tu như thể bá đồng, ai ai cũng quý, cũng trông, cũng nhìn. Sửa trao là phận của mình, xưa nay lời lẽ, sử kinh rõ ràng. Chừng nào ta gặp hấn hoàng, chúng sanh mới hết, phàn làn số căn. Mạnh tông xưa cũng khóc măng, đất khô nảy một rõ lòng hiếu hiếu nhi mặc ai nhạo báng khinh khi phần ta niệm chữ từ bi độ đời muốn xem được phật được trời thì là phải dán nghe lời dạy dân bá ra cùng các chư tăng việc tu không đợi hương lăng làm gì đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báu ngọc ly kỳ năm non phật thương bổn đạo như con muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời nữa sau đến việc biết lời bây giờ chưa thấy nó thời không tin tới đây cũng rất giảng kinh nếu ai biết sửa tâm linh mới màu nam mô lòng sở nguyện cầu chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan tiếp theo là bình luận của tô thanh hải người người hành phát cha cho để sớm nhận được hồng ân cha mẹ chứ càn khôn không được nữa rồi. Tiếp theo là bình luận của Simon NB Hoàng. Xin chia sẻ thiên thơ Long Hoa Hội, Long Hoa Thượng Đế Giáng Trần, Hoa Đăng Hội, Tụ Thế Nhân Hiệp Hòa, Thượng Thiên Hạ Giới Liên Tòa, Đế Truyền Thiên Dược, Mọi Nhà Bình An, Giáng Thế Ngọc Đế Khổ Tan, Trần Ai Hương Thịnh Khó Nàn Vượt Qua thiên khai thánh địa việt nam khai tâm mở trí chẳng tham chẳng sầu thánh vương xuất thế pháp màu địa cầu hưng thịnh con tàu trường sinh việt siêu trí tuệ tâm linh nam mô ngọc đế anh minh giáng trần bảo vệ giang sơn thiên tử xuất kiều nguyên bất chiến tự nhiên thành giàu mau khỏe lẹ vui liền sống trong bình an chết trong hạnh phúc sống lại trong vinh quang, nam mô ngọc hoàng thượng lễ vô cực đại trí tôn đại thiên tôn. khi các con niệm danh ta là các con niệm danh chính con vì ta và các con là một. tiếp theo là bình luận ở trong cái video kinh hoàng sấm xét niên hồi thiên thạch khổng lồ phát nổ rung chuyển bầu trời bình luận của ngọc nguyễn hay lắm Vâng, con rất thích xem kênh này. Xin cảm ơn chủ kênh đã cho khán giả xem những gì đã xảy ra. Hầu có thêm nhận thức về cõi vô thường. Có có không không. Xem mà con phải xúc động về những cảnh này. Quả thật, những lần đã cho con thấy trong mơ trước đây đều đã hiện thực như những mặc khải của cha. Muốn thức tỉnh loài người, thành thật tri ân kênh kỷ nguyên Thánh Đức với những lời dạy bảo vàng ngọc và những hình ảnh hiện hữu vô thường đã và đang xảy ra cho nhân loại. Bình luận của Hợp Lê, lời chúc Tết dương lịch của cha thật sự đáng đau lòng. Như cha nói, khắp thế giới phải chịu sự thống khổ. Tiếp theo là bình luận của Uyên, Vũ Tố Uyên, ôi quá là đau thương. Khi con người đã và đang phải chứng kiến tất thảy những trận bùng nổ giận dữ của trời đất, làm đau lòng bầu càn khôn vũ trụ thật vô cùng thanh khiết đẹp đẽ mà cha trời mẹ đất dành cho chúng sinh các con yêu dấu tinh khôi của cha mẹ đã dày công sinh ra nhào lặn các con yêu từ hòn đất nhỏ cho bào thai của cha mẹ cũng được dưỡng dục của tình yêu thương vô bờ bến cha mẹ dành cho các con thế mà giờ đây cha mẹ phải chứng kiến cảnh đau thương tăng tóc mà các con đã tạo ra sơn băng thủy kiệt đàn phá tất thảy những công trình mà các con vắt nát chất xám mới kiến tạo ra bao công sức, máu, nước mắt và mồ hôi bóng một giây tan trôi như bọt xà phòng đều do cái ngu muội tham lam ích kỷ sân si gây nên cái tôi của chúng sanh quá lớn không biết đúng sai là gì tha hồ tạo nghiệp làm cho bầu càn khôn vũ trụ không chịu nổi đành phải nổi giận nôi đình lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát Thực ra cha mẹ rất thương chúng sinh ở cái thế giới ta bà này. Nhưng vì chúng sinh đã đánh mất cái gọi là đạo đức để làm người. Cũng là nền tảng chân lý bất diệt mà con người khi sinh thành đã có sẵn bởi tâm không. Nhưng trong không lại tròn đầy tất cả. Thưa cha, con xin kính lại Kim Thân Cha Ngọc Đế Kiều Nguyên Thá. Tiếp theo là phần những cái bình luận ở trong bài xuất hiện quái vật ngày tận thế thế giới và những điều kỳ dị bình luận của nguyễn loan kính thưa cha chưa làm thở thấy có con hình thú giống như vậy đây mà xuất hiện thấy giật mình bình luận của hợp lê tai nghe mắt thấy sự tình rành rành trước mắt làm thinh chi người chuyện lạ khắp trốn khắp nơi báo cho tận thế đến hồi bùa vây nhanh chân cho kịp tới đây kỷ nguyên thánh đức có trời độ cho cho người bớt khổ bớt no liệm danh cha mẹ ban cho phép màu nam mô kim thân cha ngọc hoàng thượng đế kiều nguyên tá bình luận của hương thủy xung quanh trái đất là tầng khí quyển dày đặc oxyliter chịu sự tác động bắn phá trùm tia năng lượng cao từ vũ trụ đổ xuống hoặc mặt trời chúng bị ion hóa mạnh tác động từ trường trái đất trong vùng khí quyển, hai cực trái đất tương tác cùng phân tử trong bầu khí quyển tạo ra vùng ánh sáng nhìn thấy màu xanh vàng hồng tím gọi là cực quang. Những đợt sóng năng lượng điển đang xuống trái đất rất mạnh trong thời kỳ này. Mắt con người chiếu chiều không gian 3D không thể thấy. Những vị đã nhận được điển khai mở thiên nhãn đang nhận và hiểu rất rõ giữ tâm thanh tịnh hòa ái yêu thương từ bi tha thứ cho chính bản thân và mọi người trong tâm niệm hồng danh cha mẹ thanh lọc bản thể sẽ đón nhận điểm quang và khai mở trí huệ tình thương và hiểu được mỗi người đều là chiến sĩ của thượng đế trái đất là trường đào tạo vĩ đại cho tiên phật cho linh hồn tiến hóa từ loài vật người thần thánh tiên phật thượng đế không nằm ngoài nguyên lý âm dương luân chuyển Tiếp theo là bình luận của Thủy Bích. Con xin tri ân và cảm niệm công đức vô lượng của đặc sứ thiền sư Kiều Nguyên Tá đã cho con được biết những cơ trời dạy dỗ đến loài người phải sống thuận thiên mà cha trời mẹ đất đã ban tặng cho thế giới loài người trên quả địa cầu này có sự sống. Hương Thủy phản hồi bình luận của Thủy Bích. Con về gặp cha tâm bề bộn, đạo thế gian là hành lý con mang trái yêu thương ban giải điển vàng hoa đăng hội từ tâm con tỏa con đã có thiên đàng ở thế gian con xin cảm tạ hồng ân cha mẹ vô vi xe thắt cho con về gặp kim thân cha tại trần gian vâng thưa uh, toàn thể chư vị và thưa quý thính giả của kênh Kỷ nguyên thanh đức đến đây chúng tôi uh, xin kết thúc cái phần đọc lại những con măng ở nhiều video đã đăng tải và chúng tôi gửi lời an bình và thanh tịnh đến tất cả chư thiên vị cùng quý khán thính giả của kênh kỷ nguyên thánh đức xin quý chào